Ở bài này chúng ta sẽ dùng quick selection để chúng ta xóa cái phông sao. Trước khi xóa thì các bạn làm những cái việc chuẩn bị cho cái hình ảnh. Ví dụ ảnh chụp. Có sáng quá hoặc là có tối quá các bạn dùng email adjustment cover. Trên cái bảng này nếu mà các bạn click vào giữa các bạn kéo lên thì sẽ là thêm sáng vào ảnh. Còn kéo xuống là giảm sáng. Mình kéo phía trên này gọi là thêm sáng vào vùng sáng. Còn mình kéo phía dưới này là mình gọi là giảm sáng ở vùng tối. Như thế này nó gọi là tăng cái độ tương phản đó. Tuy nhiên với cái hình này thì thầy chỉ việc tăng ở điểm giữa này thôi, có nghĩa là tăng sáng chút xíu được rồi. Tìm một cái nền chúng ta bỏ vào đây. Ví dụ thầy copy cái hình này. Select all. Copy. Mình dán vào cái ảnh các bạn. Edit path dán vào. Và dĩ nhiên các bạn phải kéo cái background lên trên bằng cách double click mở khóa. Rồi chuyển lên trên. Nắm kéo lên trên như thế này. Bây giờ các bạn sẽ chọn cái layer hình. Các bạn dùng quick selection các bạn chọn. Nếu mà cái nét cọ nó có nhỏ thì các bạn sẽ tăng cái size chỗ này. Antelope trừ bớt này nè các bạn. Ở đây nè các bạn trừ ra mà các bạn thấy cái vùng chọn này khá rõ. Cho nên các bạn kết hợp với Magic Wand. Các bạn giữ Antelope click vào đây là đẹp. Sau khi các bạn có vùng chọn xong. Vùng bên trong này nè, cái vùng chọn bên trong này là cái vùng mà nó giữ lại hoàn toàn. Vùng phía ngoài này sẽ bị xóa hoàn toàn. Vùng chọn chạy chạy chính là vùng tự động. Bây giờ các bạn hãy chuyển qua cái công cụ Quick Selection. Chúng ta chọn Refine A. Cái phiên bản mới thì chỗ này nó sẽ là Select and Mask. Còn phiên bản cũ thì nó sẽ là Refine A. Chọn vào đây nè các bạn, nếu mà mặc định của các bạn nó sẽ không đẹp như thế này. Mà mặc định là nó sẽ không có check vào mask radius và mặc định anh này sẽ là bằng 0. Được chưa? Bây giờ thầy giải thích một số tham số. Thứ nhất là view. View các bạn nếu mà các bạn chọn là on layer thì nó sẽ thấy được cái kết quả luôn. Còn nếu mà mình chọn on white thì nó sẽ thấy cái nền trắng. Thì thường ta khuyên các bạn nên chọn cái nền trắng bởi vì nền trắng là mình dễ nhìn cái kết quả nhất. Check vào chữ smart radius. Và tăng cái radius này lên là điều chỉnh thông minh các bạn. Và dĩ nhiên mình tăng lên thì cái phần tóc các bạn xem nó sẽ hiện dần lên nha. Đó, mình kéo gần hết qua bên phải là nó sẽ hiện tóc lên. Còn nếu mình để mặc định này các bạn, nó giống như cái vùng chọn Magic Wand bình thường. Nút là làm mượt. Thì thường nếu các bạn tăng lên á là nó sẽ làm mượt cái vùng chọn xung quanh. Thì thông thường các bạn để cho thầy nhỏ thôi, 1, 2 gì đó thôi, đừng có để lớn. Feather là vùng chọn mờ dần, mà nếu mà mờ dần là nó sẽ thấy cái nền ở bên ngoài. Cho nên cái feather này mình không xài. Contrast là tương phản. Mà tương phản thì nó gãy tóc. Cho nên các bạn tăng lên là tóc nó sẽ bị gãy như thế này. Vì thế hai tham số feather và contrast các bạn không có xài. Shift S là lấn ra bên ngoài nền. Hoặc lấn vào bên trong vùng chọn, vào bên trong hình. Thì thường các bạn cho thấy tham số nhỏ nhỏ thôi, ví dụ -4 là ok. Tiếp tục, phần output các bạn sẽ chọn new layer để sau khi thực hiện cái lệnh này nó sẽ tạo ra một cái layer mới. Kết quả nó sẽ lấy ra một cái layer mới luôn. Remember setting là tất cả tham số này sẽ được lưu lại. Tiếp tục nè các bạn, nó có thêm công cụ refine radius. Nếu mà một vị trí nào đó mình thấy cảm thấy là nó bị mất thì các bạn dùng cái refine, các bạn chỉnh cái nét cọ vừa phải. Sau đó các bạn vẽ vô. Vẽ vô thì cái phần mềm nó sẽ tự động nó kiểm tra. Đó, và dĩ nhiên không phải là lúc nào kiểm tra cũng thành công các bạn nha. Bởi vì đôi khi cái màu nó tương độ tương phản nó không có cho nên nó cũng lấy được. Và kết quả cuối cùng là các bạn bấm OK. Lần sau mình bật lên tất cả các tham số nó sẽ giữ nguyên bởi vì đã check vào Remember Setting. OK. Vậy là các bạn có được một cái kết quả xóa xong cái nền. Đặc biệt là phần tóc rất là tự nhiên. Đó, ở một vài vị trí các bạn thấy chưa hợp lý, các bạn hãy dùng Magic Wand. Các bạn click chọn vùng chọn, giữ Shift chọn thêm vùng chọn. Và trước khi xóa nhớ chọn Select Modify Feather để làm cho cái vùng chọn các bạn mờ đi. Thì thường các bạn sẽ cho nó 1-2 cái feather thôi, đừng có cho lớn quá các bạn. Delete, bỏ đi. Nhấn Ctrl D bỏ chọn ha.
3D nếu mình xài máy mắt. Cái nền ở bên dưới này các bạn nhấn Ctrl T, các bạn phóng lớn. Đó. Như thế là chúng ta đã đổi được cái phông cho cái hình chụp của mình. Nếu các bạn chụp ngoài trời thì các bạn hãy tìm một cái cảnh cho đẹp rồi chụp. Đừng có nghĩ đến chuyện xóa phông. Còn điều kiện mình không có, mình vào phòng studio thì mình mới nghĩ đến cái chuyện xóa phông này các bạn nha. Đây là ví dụ số 1, ví dụ số 2. Đây thầy chọn cái ảnh anh này. Chọn cho thầy lệnh Image Rotation. Chọn là xoay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ. Rồi hình này nè các bạn cũng hơi bị tối. Các bạn hãy chọn Image Adjustment Curve hoặc đơn giản là Brightness Contrast. Tăng cái Brightness lên, tăng vừa phải nha, tăng cái Contrast lên. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy có một vài mục mụn nhỏ nhỏ này, thì chúng ta sẽ có cái công cụ là Boss Healing Brush Tool. Các bạn hãy chỉnh cái nét cọ bằng phím hoặc vuông cho nó vừa cái mục mụn, các bạn lít cái là nó mất cái mục mụn liền, không để lại sẹo nha. Cứ bấm cái mất cái mục mụn, phím tắt là phím Z. Các bạn ghi cái công cụ này vô, Boss Healing Brush Tool, phím Z. Đây nè các bạn, mục mụn nè, chấm cái là mất cái mục mụn, chấm cái là mất, thấy chưa? Rồi bây giờ các bạn sẽ tạo cái vùng chọn giống như lúc nãy, đó là dùng Wix Selection Tool. Các bạn vẽ ra cái vùng chọn nè. Ở đây mà nhiều bạn nói em dùng Magic Wand em chọn thì xin lỗi à, cái tóc này làm sao mà chọn. Cái tóc này các bạn dùng gì các bạn chọn, thấy chưa? Đó. Mình phải có công cụ hẳn hoi. Đặc biệt là cái ghế này phải giữ lại, nhiều bạn rút cái ghế luôn ha. Giữ Antalet trừ vùng chọn ra. Lúc này các bạn chết vào chữ Refine A. Và hầu như các tham số nó đã đúng hết các bạn. Chỉ có riêng cái phần tóc này có thể nó chưa đạt, thì các bạn sẽ chỉnh nó cọ lớn lên xíu. Các bạn vẽ vẽ lại ngay cái phần tóc này, để phần mềm nó kiểm tra lại nha. Ok, vậy là xong rồi đó các bạn. Rất là dễ, thấy không? Một lần nữa thầy nhắc lại các cái tham số để cho các bạn nhớ suốt đời. Thứ nhất là View, mình sẽ chọn là On White để thấy cái nền màu trắng. Refine là mình vẽ vào các cái phần tóc mà mình nghi nó bị mất nhiều. Mask Radius phải check vô nó thông minh, còn không check thì nó sẽ mất phần tóc của mình. Tăng Radius lên. Mood là vùng chọn nó mịn. Feather là vùng chọn nó mờ, cái này nên đặt bằng 0. Contrast, nếu mình tăng lên là nó gãy tóc cho nên cũng cho nó bằng 0. Shift F là lấn vào hình. Output là làm gì các bạn? Kết quả cuối cùng, tạo một cái layer mới. Chết nhớ hết tham số. Và lúc này các bạn dán vào đây cái nền, các bạn phóng lớn cái nền này lên là xong ha. Đây các bạn nha. Tuy nhiên ở đây các bạn để ý, các bạn thấy tóc nó hơi xanh. Tóc nó hơi xanh là do cái viền ở bên ngoài á. Những phần khác thì ok, chỉ có riêng phần tóc. Vậy thì các bạn thực hiện như thế này, Ctrl X vào đây để lót cái vùng chọn lên. Nếu mình nhấn Ctrl X là nó chọn ở đâu? Nó chọn ở bên trong hình, cho nên các bạn chọn Select Modify, Select Invert, đảo ra bên ngoài. Và chọn Select Modify Feather. Cho cái vùng chọn nó mờ mờ 1 pixel. Sau đó các bạn dùng Eraser lít phải nét cọ mờ vừa phải thôi. Và chúng ta đặt cái Opacity bằng 50%, 50 hoặc 40%. Các bạn xóa ở cái phần này nè, nó xóa đúng phần này thôi chứ đừng nhấn Delete. Delete nó xóa hết các bạn. Đây các bạn nhấn Ctrl D, các bạn coi cái tóc nó hết sạch rồi, thấy không? Đó, có nghĩa là mình xử lý thêm á. Như thế là chúng ta có công cụ xóa nền xanh rất là nhanh, đó là Wix Selection. Bây giờ các bạn thử cho thầy nha.